thấy bển nó có mấy cái vlog bây giờ tụi công nhân người Bắc á, nó làm trang trại bò sữa, công nhân ta đã đi làm nông nghiệp á, nhưng mà nó rảnh cái nó quay cuộc sống ở Nhật á, hay nó cũng làm cái lán trại người Việt, có mái tre mái tranh nhìn thích lắm, cái người Nhật họ thích, họ ra họ chụp hình với nó. Nói gần phải mà